ở ví ra ngoài mấy cái nhãn. Lấy đâu ra giấy tờ tùy thân? Frank phấn chấn đầy mình. Thậm chí sau đó còn ăn mặc như điệp viên trong phim. Ra ngoài lừa dối khắp nơi. Nhưng bên trong vẻ ngoài hào nhoáng là nội tâm đầy hoảng loạn. Việc bố mẹ ly hôn là nỗi đau không bao giờ xóa bỏ được trong cậu. Hắn thế mà lại gọi cho các vào ngày lễ Giáng sinh. Đến bắt tôi đi. Tôi đang ở phòng 3113 khách sạn Stativerson Am. Các tất nhiên không tin. Nhưng nghĩ đến gì lại cười lên. Cậu gọi điện cho tôi là bởi vì không có ai để gọi đúng không? Frank cúp máy, xông ra ngoài. Mà số trên cửa thực sự là 3113. Lúc này Frank đang ở bệnh viện, gặp được một cô y tá dễ thương. Cô bị bác sĩ mắng đến phát khóc. Frank tiếp tục phát huy tài năng, chẳng mấy chốc đã khiến cô cười. Khiến cô cảm thấy ấm áp. Hắn định sẽ định cư ở đây. Vì thế trực tiếp làm giả bằng tốt nghiệp ngành y của Đại học Harvard, lên làm bác sĩ trưởng khoa, vừa làm việc vừa yêu đương. Nhưng đến lúc hắn gặp được người chấn thương thực sự, bèn không chịu được vào WC nôn mửa. Quả nhiên không dễ dàng. Hắn phát hiện bố vợ tương lai là luật sư, vì thế lần nữa đổi nghề. Thực ra trước khi làm bác sĩ cháu đã từng học luật, nhưng những điều này đều bị phát hiện. Rốt cuộc cậu là ai? Frank không hoảng chút nào, bày ra bộ dáng chân thành. Đúng vậy, cháu không phải bác sĩ, cũng không phải luật sư. Cháu chỉ là một thằng yêu con gái chú say đắm. Phong thái đều cáng này lại được nhìn nhận thành lãng mạn. Hắn nhanh chóng vượt qua bài thi tư pháp, trở thành trợ lý của công tố viên. Trong đêm thành hôn, Frank mở một vali lớn, đầy ắp tiền giấy. Hắn nói với vợ cầm theo tiền hai hôm nữa đến sân bay tìm hắn. Còn bản thân nhảy ra ngoài cửa sổ. Các nhanh chóng xác định được thân phận của Frank. Ngay trong đêm đến hôn lễ tìm hắn, Frank thấy mùi nguy hiểm, lập tức chuồn đi mất. Hai ngày sau, hắn ở sân bay nhìn thấy vợ của mình, nhưng lập tức phát hiện ra cảnh sát ở xung quanh. Rất rõ ràng cô đã bán đứng anh. Hiện tại sân bay tầng tầng lớp lớp cảnh sát. Nhưng Frank là thiên tài tội phạm. Hắn giả danh phi công gọi điện thoại đến trường đại học, nói sẽ chọn ra 8 cô gái ở đây để đào tạo làm tiếp viên tương lai. Sẽ bay cùng hắn 2 tháng ở châu Âu để thực tập. Hắn lựa chọn ra 8 người đẹp nhất, cứ như thế nghênh ngang tiến vào sân bay. Tất cả nhân viên đều bị mỹ nữ hút hồn. Không có ai chú ý đến hắn. Hắn còn bỏ tiền ra thuê một tài xế, mặc đồ phi công để đánh lạc hướng cảnh sát. Cứ như vậy, ngay dưới mắt của cảnh sát chạy trốn được. Các bắt đầu mạnh tay hơn. Bây giờ hắn không làm giả xét nữa, mà làm ra xét thật luôn. Các quốc gia ở châu Âu hầu hết đều bị lừa. Chỉ đến 7 tháng sau, các mới lần nữa xác định vị trí của hắn. Ông đơn thương độc mã, đi bộ vào xưởng sản xuất xét của Frank. Nhưng Frank không hề chạy trốn mà còn rất vui mừng. Có lẽ trong thâm tâm, hắn cũng muốn các bắt được mình. Cuối cùng, Frank bị bắt lên xe cảnh sát và đưa đi. Mấy tháng sau, các cuối cùng cũng giải quyết được điều khoản dẫn độ. Trên chuyến máy bay về nước, các hỏi hắn điều thắc mắc nhất trong lòng ông. Cậu đã gian lận trong kỳ thi ở Louisiana như nào? Bởi vì thi thì không thể lừa người được. Nhưng Frank không nói cho ông điều gì. Lúc máy bay sắp hạ cánh, các nói với Frank rằng bố cậu mất rồi. Frank vội chạy vào WC khóc giống lên. Đến khi máy bay đáp đất vẫn không đi ra, các đạp cửa WC, không còn bóng dáng Frank trong đây. Hắn từ bồn cầu thoát ra ngoài rồi. Nhưng lần này hắn không hề định chạy trốn, mà chỉ chạy đến bên ngoài nhà của mẹ. Nhìn thấy bà, nhìn thấy gia đình và cuộc sống ấm áp bà đang ở. Đây là những thứ hắn từng có, nhưng sẽ không bao giờ có được nữa. Mang theo thất vọng, Frank chủ động tiến về phía cảnh sát. Qua mấy năm, các chủ động đến nhà tù thăm hắn, còn mang theo một tấm séc giả nhờ Frank giúp đỡ. Hắn tỉ ý xem qua, đã đưa ra ngay được lập luận chính xác. Không qua mấy ngày, hắn ở FBI tìm được công việc. Như vậy thiên tài tội phạm lại trở thành chuyên gia bắt tội phạm. Các hỏi hắn một lần nữa, cậu làm thế nào gian lận được trong bài thi luật ở Louisiana? Frank nói cho ông đáp án khiến ông kinh ngạc. I didn't cheat. I studied for 2 weeks and I passed.